Mình xin được phép được so sánh cái tốc độ giữa cái ZBN và cái VPN của mình để các bạn hiểu rõ thêm nha. Vì hiện tại có thành viên Đinh Đại Đồng nói năng rất là thiếu lịch sự, muốn dìm hàng mình. Ok, giờ mình sẽ test cái ZBN trước. Mình dùng iPad nên không thể nào nói mình á là An Giang dìm hàng được nha. Và thời điểm test của mình á là cùng một lúc, cùng một địa điểm, cho nên là rất là công bằng và khách quan. Nếu như cái thằng ZPN thực sự á bị giảm tốc độ đảo sóng á, thì khi kết nối VPN của mình nó cũng sẽ bị giảm mà thôi, chứ là một cái chuyện mà nó xui mình hơn, đúng không? Trước tiên là phải ping. Đây, ping 130. Nói cái ping thôi á là một sự khác biệt lớn. À, tốc độ download làm tròn 20. Upload 1,4. Bây giờ mình sẽ kết nối đến cái VPN của mình. Các bạn có thấy không? Ping giảm 30 mili giây không phải là ít. Và tốc độ cũng cao hơn rất là nhiều. Cùng một thời gian, cùng một địa điểm thì xin hỏi mình cheat bằng cái gì? Mình ăn gian bằng cái gì? Mình lừa bằng cái gì? Đúng không? Vì sao cũng xin cảm ơn các bạn đã xem clip này.